Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Hello bà con, em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào bà con nha. Trần Anh vừa về hôm em super này, dòng xe này máy 1 chấm. Máy như Kia Morning vậy, 1.0 nha. Phía sau là chủ nhà cũng đã lên bô vẽ hết toàn bộ cho em nó rồi. Bản số 61A58270 nha. Biểu tượng của em nó là super nè. Chevrolet là một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ luôn. Đây là anh chị nè, đầy đủ các tính năng ở chiếc xe rồi. Xe đẹp nha cô chú anh chị. Đỏ bọc đô đẹp không? Chủ nhà cũng đã kết hợp lên mâm hết toàn bộ cho em nó rồi. Bốn vỏ tương đối là khá mới, 70% nha. Đây là phong dáng của em Chevrolet nè. Nói chung chủ nhà cũng đã vô một số đồ chơi rồi. Đây bà con, mâm là mâm đúc hết toàn bộ nha. Nè, lên vô lăng thể thao cái kiểu là ghế full 5D hết rồi. Nè, nó từ học con ngựa nè, người ta lên hết đồ chơi rồi. Vô lăng lên một cái thể thao cực kỳ lốc khoái, mở cửa tự động từ xe. Đi đồ xe nó một cái dàn nghe của Toyota thôi. Máy 1 chấm đi sướng lắm. Keo chỉ là rin nha, keo chỉ là rin lắm nha cô chú anh chị nha. Đó, keo chỉ cực kỳ là rin. Ghế sạch sẽ nè, ghế full toàn bộ 5D rồi. Con này nguyên bản của em là Trần Nỉ nha cô chú anh chị, che nắng che mưa thôi. Máy 1 chấm thì đâu đó nó nằm 5-6 lít nha. 1.0 bằng dòng Kia Morning đó. Ok chưa? Đó, ghế sạch sẽ, hai bên sóng gân đẹp nè, không có dấu hiệu là móp méo nè. Keo chỉ được cái chất xe liền nha, chất xe liền nè. Đó, xe có sao báo chuẩn với bà con luôn. Xì bát nha, full hết rồi. Bốn cánh cửa nè anh chị, tắp bi nè, đẹp như nhau, được cái keo chỉ liền lắm, không có dấu hiệu đâm va móp méo trước xe. Hai bên những sóng gân nè, còn đẹp như này. Thế là một màu đỏ nha, màu đỏ tràn đầy hy vọng trong cuộc sống luôn của chú anh chị ạ. Ok chưa? Quá ok. Hai bên nè, nhưng xe này chủ nhà người ta cũng dọn nhiều rồi, nên là lên nè, lên ốp nè, toàn bộ là ốp chụp vô lăng là lên toàn bộ thể thao hết toàn diện. Đi đôi cho em nó là một cái vô lăng rất là nhỏ nhắn nha, vô lăng thể thao luôn. Anh chị trải nghiệm nè, trang bị lóc khóa mở cửa từ xe rồi. Bốn máy nhích nhẹ cái là máy nổ rồi, cũ số lên cũ số tờ theo luôn nè. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt. Dòng này trang bị đầu Toyota nha, nghe nhạc nghe USB cùng gọi đầy đủ trên đây rồi. Toàn bộ phần tắp lô là dán toàn bộ carbon hết toàn diện trên chiếc xe nè. Máy lạnh mở phát có lạnh rồi nè cô chú anh chị ạ. Trợ lực nè, trợ lực lái cực kỳ là đầm nha. Đèn còi trên đồng hồ không dấu hiệu tích là lỗi lầm. Báo cửa còn đang hoạt động luôn. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt. Anh chị trải nghiệm phần máy nè, máy êm lắm. Một cái mức giá cho anh đưa ra hợp lý cho bà con, để bà con mua về bà con che nắng che mưa. Xe đẹp rồi, giờ đây lấy về là chạy thôi. Đèn gầm phía dưới nè, chủ nhà đã lên led hết toàn bộ nè. Đó, led hết toàn bộ đèn gầm phía dưới anh chị nha. Trên là đèn halogen truyền thống nguyên bản của nhà xuất nha. Cục máy êm lắm, cục máy là bao chất luôn. Xe này thì chủ nhà cũng vừa đăng kiểm xong, dòng này vẫn đăng kiểm 1 năm, tháng 5 năm 2022 nha cô chú anh chị, 24 tháng 5 luôn, 1 năm nha. Bốn máy nè, cục máy của 1 chấm nó sẽ dài hơn 0.8. đây là nguyên bản của em, nó là ổ ga FI, đây là ổ ga nè anh chị, nguyên bản từ anh chết nha. Boe nè, cảm biến gió dàn trước nè, không có dấu hiệu đâm va cứng đục. Dầu trợ lực nguyên bản, mặt này người ta có khui ra, người ta chỉnh ron kem cò rồi nha. Xài toàn bộ IC 1, 2, 3, 4, bốn máy nè, bốn dây phim nè, thấy chưa? Xe không có dấu hiệu đổ hơi đâu, nhớt mới mà, nhớt mới toàn bộ nha cô chú anh chị. Dòng này người ta làm cái mặt kem nó thấp cho nên bút xoay nó không có dăng nhiều nha, bút xoay nó bơm nhớt không có dăng lên nhiều. Ok chưa? Máy êm lắm. 1 chấm thì đâu đó 5-6 lít thôi, thoải mái cho cô chú anh chị luôn. Cục máy đang hoạt động, Trường Anh sẽ test phần máy. Chất chưa? Cục máy cực kỳ lên, nước giải nhiệt nguyên bản, nỉ cách nhiệt không có dấu hiệu rách rưới một ngọt lên chiếc xe nha. Đó, nắp capo nè, qua thời gian 5 tháng nó có chóc sơn như nắp capo một tí xíu nha. Đó, báo luôn nha, báo thẳng báo chuẩn với bà con luôn, xe không đâm va không cứng đục.
Đó, chị nào đam mê về mẫu này thì alo cho Trường Anh Auto. Em quay luôn phần gầm cho bà con cô bác cùng trải nghiệm này. Đây là phần gầm xe nè. À, gầm bệ của em đó nè. Ok chưa? Đó, gầm bệ của em nó tương đối là đẹp nha. Nhìn thấy không? Đó, gầm bệ. Gầm bệ là không có dấu tích là mục ngọt nha cô chú anh chị. Lâu lâu về được con xe bắt 4 máy. Dòng 4 máy này tìm hơi hiếm. Thường thường là bà con thấy xe bắt là 3 máy không. Nhưng mà em này 4 máy nha. Em này 4 máy thì tìm hơi hiếm một tí xíu. Trợ lực nhẹ tưng mới làm Trường Anh đang mở nè. Lạnh ngắt luôn. Dòng này trang bị lóc khóa mở cửa tự động từ xe nè. Bà con xem nè. Đó, đầy đủ cái tính năng chưa? Đèn đỏ mí sau đầy đủ cái kiểu rồi. Toàn ơi, mở mang cái cốp này như nó bị kẹt rồi sao? Nè, mở mở ra cái cốp ấy. Có bị kẹt rồi đúng không? Nồi thất nè bà con. Hình như cái cốp nó bị kẹt rồi sao? À, cốp sau. Cốp sau là vỏ đội xe cô đầy đủ tính năng nè. Nhấn mạnh vô rồi kéo ra. Thôi kệ đi, không được thôi. Thôi để xíu nữa cho tài xế nó chỉnh luôn em. Đó, chị đồ đam mê về mẫu này thì alo cho Trường Anh. Bên em còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nhé, đến với tay người sử dụng luôn. Một lần nữa Trường Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Em see you and good.